Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 10 2023, tại tổ đình Hộ Pháp chúng ta tổ chức lễ viết Đức Phật A Di Đà cho chúng thường trụ. Và hôm nay những đức có bài học tập cùng với đại chúng: thế giới cực lạc nhất định phải về. A Di Đà Phật. Vì sao thế giới cực lạc chúng ta nhất định phải về? Vì cái đãi ngộ của Đức Phật A Di Đà đặc biệt quá mà phải về. Thí dụ như chúng ta đi học hay là kinh doanh một ngành nghề gì đi, thật sự mà nói chúng ta đều thích là mình được đến một công ty, được đến một quốc gia, được ở một cái vị trí, một người chủ mà có tình, có nghĩa, có sự đãi ngộ tốt, biết thương chúng ta, biết quan tâm chúng ta và nghĩ đến sự hạnh phúc của chúng ta, thì chúng ta rất thích đến cái nơi đó để ở với người đó. Vậy thì mỗi một gia đình, người làm vợ, làm chồng hay cha mẹ, nếu như mà mình là người trên mà thương cái người dưới mình, quan tâm cho họ, thì họ đến với mình. Nó có nghĩa là thế giới cực lạc vì sao chúng ta phải về? Vì cái đãi ngộ Đức Phật A Di Đà đặc biệt. Cái đãi ngộ đặc biệt ngay chỗ này nè. Chúng ta ở đây mình có giàu sang, có hạnh phúc cỡ nào, nhưng cái mà mình không hưởng được là mình phải chết. Cái cõi ta bà này, chúng ta có đầy đủ phương tiện cỡ nào thì mình phải chết. Nên khi đã chết thì không hưởng được. Nên trong tất cả cái vô lượng mà Đức Phật nêu lên thì vô lượng thọ là quan trọng nhất. Mà chúng ta về thế giới cực lạc thì có vô lượng thọ, quý vị. Có vô lượng thọ. Nên thế giới cực lạc nhất định phải về. Mà muốn về thế giới cực lạc thì phải làm sao về đấy? Đức Phật A Di Đà, Ngài phát lên nguyện thứ 18 trong 48 lời đại nguyện: chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta, chí tâm tin ưa niệm danh hiệu ta. Đến khi mệnh chung chỉ cần niệm từ một niệm đến 10 niệm, thì ta là Phật A Di Đà sẽ đến tiến dẫn chúng sanh để về Tây Phương cực lạc. Nghĩa là trừ những người không niệm Phật, trừ những người không niệm Phật. Nên người thông minh hay người không được thông minh, hay người khỏe mạnh hay người bệnh đau, chỉ cần nghe pháp môn tịnh độ mà chân thật chịu niệm Phật thì Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn người đó khi thọ mạng người đó đến. Khi thọ mạng người đó đến. Quý vị biết rằng là nhiều người, người ta không đủ duyên thì người ta không đủ lòng tin. Không đủ duyên thì không đủ lòng tin. Những đức cũng có cái duyên với tịnh độ này, đặc biệt là tự nhiên nghe cái mình có lòng tin. Mình có lòng tin với pháp môn tịnh độ này. Và mình đã niệm Phật mười mấy năm và coi cũng nhiều câu chuyện niệm Phật giảng sanh, và xác thực là trong chùa mình. Xác thực là trong chùa mình có nhiều người biết ngày giờ giảng sanh. Từ những bà già đơn giản bình dị, rồi đứa bé nhỏ 11 tuổi như bé Liên Tịnh ra đi là những đức thấy rõ ràng luôn. Con người, người ta mà không tu nghe quý vị, khi mình mất đi nghe quý vị thì vất vả và khổ vô cùng. Nhưng cái người niệm Phật mà chân thật niệm Phật thì khi cuối cuộc đời ra đi rất là tự tại, rất là nhẹ nhàng. Nên chỉ có một câu Phật hiệu này mà thành tựu cực kỳ thù thắng. Nên ngay ngày lễ Đức Phật A Di Đà chúng ta tán thán ngay cái bổ nguyện Di Đà. Tán thán ngay bổ nguyện Di Đà. Vì bổ nguyện Di Đà quá đặc biệt, quý vị nhớ nè. Cái người niệm Phật mà cầu sanh cực lạc không phải là hướng đến tiêu cực đâu quý vị. Mà cuộc sống họ ở thế gian họ sống rất đặc biệt, sống rất là tốt. Vì danh hiệu A Di Đà Phật còn một danh hiệu là một vị Phật vô cùng vui vẻ. Nên người mà niệm Phật là người sống trong cuộc đời này sống vui vẻ. Sống vui vẻ, sống tốt. Trong mọi hoàn cảnh sống vui vẻ và sống tốt. Vậy thì cái pháp tu này ai cũng áp dụng được và giúp cho chúng ta bớt tối đa những cái buồn khổ. Người buồn khổ, hận thù này kia, tự nhiên bây giờ mình muốn về thế giới cực lạc, cái tâm mình tự nhiên buông xuống được nhiều cái. Và người hướng đến danh lợi không biết đủ mà thật sự muốn sanh cực lạc vì cảm giác được thế giới cực lạc quá thù thắng, thì tự nhiên mỗi một con người chúng ta, quý vị
Cái tâm mà danh lợi thế gian này mình giảm tối đa. Có nhiều người gặp những đứa hỏi rằng vì sao thầy dám vô quan tài nằm không sợ chết nữa. Những đứa hỏi họ là từ xưa tới nay có ai chết không? Có ai mà sống hoài không? Từ xưa tới nay có ai sống hoài không quý vị? Như những đứa đọc sách mà đọc tới công đoạn của Bành Tổ mà sống tới 800 tuổi và cuối cùng cũng chết queo. Bây giờ còn Bành Tổ đâu, cũng chết. Có sống thọ cỡ nào ở thế gian này cũng chết. Vì cái chết là cái bình thường, có gì đâu mà phải sợ. Không lẽ giờ vô quan tài nằm cái gì chết? Vậy thì phi nhân quả quý vị. Những đứa vô quan tài nằm mà mai mốt còn vô đó mà đóng nắp quan tài luôn nữa, liệm ở trong đó luôn. Để cho những con người có quan niệm đó, người ta mắc cái quan niệm đó đi quý vị. Mắc cái quan niệm đó đi. Quý vị biết rằng nhà Đức trong chùa mà nhìn có những người con mà khi mà tản liệm xong mà họ lỡ họ ghinh cái quan tài, họ không dám ghinh nghe. Gặp trường hợp này nhiều lắm á. Họ không dám ghinh. Hỏi vì sao không dám ghinh, họ nói rằng phước báo chúng con kém quý thầy, đụng vô lỡ nó chết thì sao. Xong nhà Đức nói rằng thôi thì để cho quý thầy chết chứ, con sống đi. Nên quý vị biết rằng mỗi người chúng ta quý vị à, sống ở cuộc đời này chúng ta đều có nhân, có quả, có thọ mạng hết trơn. Nếu như quý vị giờ thọ mạng vì là 40 tuổi, nhưng nếu như mà quý vị mà ăn chay địa Phật, phóng sanh, làm thiện làm lành nghe, thọ mạng quý vị có thể tăng lên được hỡi 60 tuổi. Còn thọ mạng quý vị mà 60 tuổi mà quý vị sát sanh hại vật, làm nghề sát sanh để làm giàu, có thể quý vị sẽ sống 40 tuổi là chết queo. Chết mà còn queo luôn. Mà kiểu đó là chết quéo, nó chết nó quéo chân cẳng lại. Vì nhớ nè, cái người á mà khi chết tốt là vì để ý họ nghe. Cái tay của họ thường thẳng ra là giống như họ buông ra được. Còn cái người mà chết quéo là đa phần chết xấu. Chết xong mà tay chân gì nè. Có những người ngoài thế gian chết thì tin không? Là tay họ cứng gì nè. Là quý vị phải bóp rượu ngay chỗ cái khớp tay bẻ ra. Chúng ta đã gặp những người thân trong nhà mình chết mà cứng ngắc cứng còng. Còn đa phần các cụ trong chùa mình chết xong hộ niệm 24 tiếng nha mà vẫn mềm. Cái này là cái mà quá thù thắng. Vì sao? Vì cái tâm người ta là cầu sanh cực lạc, người ta không có vấn biếu cõi ta bà. Còn mình là vấn biếu cái cõi ta bà này nhiều thứ nặng nề. Cuối cùng mình chết quéo. Chết mà nó còn quéo lại nữa, thấy chưa? Hiểu không? Nó có cái bà đó, bà dính mắt chồng bà. Bà thương chồng bà quá trời thương. Khi mà ông chồng ngồi kế bên bà gần chết á, bà nắm tay chồng bà. Bà nắm xong rồi bà chết. Khi bà chết xong là bà vịn cái tay gì nè, cứng ngắc gì luôn, bóp cứng lại luôn. Cái tâm thức bà không muốn xa ổng, nhưng mà phải xa ổng. Từ nơi đó mà bóp chặt vô cái tay của ổng. Và mọi người phải là gích ra, gích ra, giống như là bẻ ra thì mới buông ra. Mà vừa buông ra xong nghe, đã chết rồi, vừa buông ra xong mà cái tay gì nè, nó chụp lại liền. Có nghĩa là cái tâm thức mà dính mắc, vì thấy kinh chưa? Nên trong cuộc đời này thương thì thương, nghe nó, anh Ngọc Danh. Nhưng mà đến lúc ra đi là phải buông để về cực lạc. Hiểu chưa? Ví dụ như bây giờ ai có vợ có chồng, bây giờ điển hình đây, ví dụ như ngày nay cũng là sinh nhật Ngọc Danh nè. Về hai vợ chồng ngồi với nhau nói nè. Ví dụ như giờ Ngọc Danh nói, nàng ơi. Tuy ta thương nàng nhiều lắm, nhưng nghe thầy giảng hiểu rồi nàng ơi, cõi đời vô thường lắm nàng ơi. Ta thì lớn tuổi hơn nàng, nếu sau này ta giảng sanh trước thì nàng có bước thêm bước nữa hay không thì kệ nàng, chuyện đó là chuyện của nàng.
còn kiên ta khi thọ mạng đến, ta quyết tâm về cực lạc nàng ơi. Hiểu không? Còn sống thì chọn tình chọn nghĩa quý vị ơi. Nhưng khi mình đã mắc rồi, mình đừng có chăn chối những lời hai vợ chồng thương nhau nhiều lắm, khi tôi chết đi bà phải ở như vậy, không được bước tiếp bước nữa hay không, bà phải hứa với tôi. Cuối cùng hứa xong chưa qua 49 ngày nó đi theo thằng khác, lúc đó mình tức chết mồ luôn. Hiểu không? Nguy hiểm. Nên bản thân mình phải lo giảng sanh. Còn nếu hai vợ chồng biết niệm Phật hết trơn thì nói nàng ơi, ta với nàng ai đi trước thì về cực lạc trước, rồi đỡ người kia về sau nghe nàng. Hiểu không? Đó. Giống như hầu cái mùa dịch đó, có cái đoạn quay phim mà con cái quay, thì biết 70 mấy tuổi rồi mà bà chết, ổng khóc, xong ổng hung bà chục mà ôm bà, mà bà chết queo rồi, hung chục bà, ổng than thở hung bà chục. Kinh khủng không? Cái kiểu này đi đâu? Đi xuống chứ đi đâu. Nó như hồi sáng nghe Đức kể câu chuyện đó, gia đình con cái đến, bởi vì cái này nhắc nhở hoài nè, cho ai mượn tiền nghe, hay là cha mẹ mà đưa tiền cho con cái nghe, cầm giùm nghe, là cha mẹ khi còn sống là mình nói với cha mẹ mình á, làm việc gì thì mẹ cha làm đi, con đưa cho làm hết đi. Hoặc là ông bà đòi đưa liền nghe, để họ chết là phiền phức. Đó câu chuyện rõ ràng. Vừa chết đi quý vị ơi, bà về, bà cứ là vô giấc mộng của hai vợ chồng thằng con mà lấy tiền của bà. Mà bà xả tóc gì nè, anh Ngọc Danh, xả tóc. Mà bà về giấc mộng mới làm gì nè, trả tiền cho tao, trả tiền cho tao. Đêm nào bà về bà cũng nói vậy chứ, viết xanh xao vàng giọt hết trơn. Còn cái bà gỡ tiền bên ngân hàng, khi mà gỡ tiền chưa có ủy quyền ai, chết xong đâu rút tiền được đâu, qua bên ngân hàng ngồi suốt bển, sau này nhập vô đứa cháu. Mẹ khổ quá con ơi là con, ngày nào mẹ cũng qua ngân hàng để ngồi bên đó. Mà mẹ ngồi chi bển? Mẹ ngồi bên đó để cho người ta phải trả tiền cho mẹ, gỡ tiền vô đó mà chưa lấy ra được. Nó thấy ghê chưa? Mày thấy cái tình chấp chưa? Còn bà cụ trong chùa 90 mấy tuổi, chỉ con cho đúng một cái mền. Bởi vì mấy bà già thà nhận đức cho đồ chứ đừng có con cho. Con cho lại dính mắc cái tình thương quý vị. Mình thương ai, mình quý ai quá, người ta cho mình dính mắc món đồ. Một cái mền thôi vậy mà khi bà mắc xong, quý vị biết rằng thấy cái mền còn ngon quá, giặt Ngọc Danh, giặt cho sạch, xịt dầu thơm vô thì đưa cho cái bà sư cô. Mà bà sư cô đó bà cũng có tật nữa, tội nghiệp tới ghê. Tôi là tự vậy mà 12 giờ khuya cái bà già này bà về, bà đứng ngay cái đầu nằm, bà sư cô mới nói bà trả mền cho tôi, cái mền của tôi bà trả cho tôi đi. Sáng bà sư cô xanh mặt xanh mày ôm cái mền ra gặp cô Liên Tệ, chăm người già, nói cô Tệ ơi, cái mền của ai mà tự nhiên hồi tối bà cụ bà về bà đòi cái mền tôi, tôi trả lại nè, cái mền của ai? Nói cái mền của bà mới chết phải hổm. Nói thật. Kinh chưa? Thấy cái tình chấp chưa quý vị? Chấp cõi ta bà là ma ở cõi ta bà. Nếu như chấp về danh hiệu A Di Đà Phật thì về cực lạc. Đúng không? Quý vị thấy không? Cuộc đời vô thường, như Đức vô quan tài, như Đức ngồi để mà giảng một bài pháp cho người ta nhìn nhận tùy mọi người. Chạy có nhanh cỡ nào cuối cùng chạy không khỏi ra quan tài. Đất đai cò bay thẳng cánh, công ty xí nghiệp lớn lao, tiền bạc đầy nhà, nhưng cuối cùng chúng ta chết đi vô cái quan tài bề ngang chưa chừng nửa thước à anh Ngọc Danh. Anh chưa nằm, anh chưa biết những đức nằm rồi nửa thước à. Mà cỡ những đức nè 75 kg nè anh, mà nằm vô là để hai cái tay những đức, vừa đó nói hơi chặt, hơi chặt. Nên sau này nhờ nhà chùa, tôi cũng cả đời cũng nhiệt tình với nhà chùa, thôi cũng làm cho tôi quan tài bự thêm chút nữa cho nó nằm cho nó thoải mái.
hơi chặt quá, thấy không? Nằm mà nhúc nhích khó quá. Thì thấy chưa, nó nhận thức đi, phải rõ ràng. Ông giàu sang phú quý cỡ nào cũng chạy vô quan tài, của cải để lên hết trơn. Vài bữa nhà Đức vô quan tài, nhà Đức cầm sắp tiền nha, cầm sắp tiền nằm sắp sự chết á. Đây là tiền của tôi, tiền của tôi. Xong á, những Đức vừa nói xong, những Đức chết queo. Chết queo xong thì trong mấy chú, những Đức cho một chú làm con. Lỡ nó nói tiền của ông hả, tiền của ông hả, chết rồi mà còn ham tiền. Đây, diễn một giây đó để cho thế gian người ta nhìn cái gì của mình, đúng không? Niệm niệm mình làm gì chúng sanh, quý vị, cho người ta coi, cho người ta xác thực một chút. Đó, hôm nay ngay lễ viếng Đức Phật A Di Đà, nghe nhớ quý vị, mỗi một người phát nguyện đời này con phải niệm Phật để sanh cực lạc, thế giới cực lạc nhất định con phải về. Nhớ Đức Phật A Di Đà là bậc cha lành đặc biệt, chỉ cần các con về đó thôi thì thỏa mãn vô lượng. Ví dụ như giờ những Đức mà về cực lạc, những Đức trở lên đây dễ quá trời để thăm người trong đây nè, quá dễ luôn. Mà về, mà về đây mà có thằng Thông nữa, họ chỉ cần có tâm nguyện gì làm tốt tốt, mình treo 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 nó làm được liền. Nó thật sự 100% luôn. Vợ chồng mà đến với nhau, nghe ai mà về cực lạc rồi, nghe người ở đây niệm Phật nghe, họ cực lạc họ thấy mình rõ ràng luôn, họ đến bên cạnh mình luôn. Mình đang tu vậy nghe, chéo chéo mấy cái mình an lạc quá. Thấy chưa, quá đặc biệt luôn. Tại sao không niệm Phật sanh cực lạc quý vị? Thế giới cực lạc cứ tán thán hoài đi, một quốc độ đặc biệt mà quý vị, đúng không? Đó, quý vị biết tại sao mà lễ viếng Phật A Di Đà năm nay mà chúng ta tổ chức chương trình này mà làm đẹp bông sen không? Vì sao? Vì quý vị khi giảng sanh là Phật A Di Đà. Nhớ nghe, ví dụ như đi, bây giờ mình nằm đó mình niệm Phật đi, mình sắp sửa chết thì Phật A Di Đà ngài ha, nói gì dễ hiểu nè, đưa đèn bông sen xuống, Đức Phật A Di Đà nói con bước lên con, thì cái thân thì nằm đó, nhưng cái linh thức mình bước ra khỏi cái thân và được Phật A Di Đà gia hộ, mình bước lên cái đèn bông sen. Cái bông sen lớn lắm nghe, mình bước lên chứ không phải bông sen mà lớn đâu, này là tượng trưng thôi. Thì bước lên bông sen là bông sen là giống như một phương tiện đưa về cực lạc. Rồi tự nhiên quý vị ở trong bông sen đó, ở thế giới cực lạc. Nó nói rằng là hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh, quý vị, là hoa sen đó. Mà hoa sen tượng trưng cho sự không nhiễm ô. Chúng ta ở cõi ta bà này, mang thân này, bệnh đau khổ là vì sao? Vì cha mẹ chúng ta gần gũi với nhau, tin cha quyết mẹ, kết hợp mà kết thành cái thân này. Nên thân này đến một ngày phải trả về cho tứ đại, tứ đại hợp thành thân, thân trả về cho tứ đại khi một ngày nào. Nên chúng ta mang cái thân này cuộc đời mấy chục năm, chúng ta phải làm cái gì đó trong cuộc đời, và nhất là phải niệm Phật và thiện hay việc tốt gì nên làm để mà kết cái nhân duyên ở cõi đời này. Rồi cái tín nguyện niệm Phật của chúng ta để khi cuối cuộc đời Phật A Di Đà tiếp dẫn mình về cực lạc. Thấy không? Mình làm ăn cái gì thì mình cứ làm ăn, nhưng chỉ cần mình tránh cái chuyện tội lỗi. Nhưng mà những người thật sự niệm Phật cầu sanh cực lạc, những việc làm ăn kinh doanh lớn lao gom gọn lại, để cái đầu óc mình dễ dàng khỏe vắng, để mà mình sống và lai rai, mình biết tu hành rồi có thời gian niệm Phật này kia. Những Đức nói thật sự chứ, nếu mà người mà có điều kiện á nghe, mà biết tu mà biết cách sống nghe, tuyệt vời lắm. Trong nhà có cái phòng thờ cho đẹp, phía sau hè mình có một cái sân vườn nhỏ nhỏ, có một cái phòng uống nước trà đàm đạo của vợ chồng và con. Khi thời gian mỗi ngày rảnh rỗi thì vợ chồng ngồi với nhau nói chuyện đàm đạo, rồi nghe pháp, rồi niệm Phật, sống những ngày tháng đúng là tuy là ở cõi ta bà nhưng tâm gỡ cực lạc. Đúng không? Không cần thiết phải lao theo cái cuộc sống sang giàu dữ dội quá, chung chung thôi. Thật sự mà nói, nhìn lên có khi mình không bằng người, nhưng nhìn xuống nhiều người không bằng mình. Bây giờ nhiều người, người ta kinh tế càng lớn càng khổ, kinh doanh càng lớn càng khổ.
nên gọn lại để những ngày tháng sống tạo phước duyên. Nó ví dụ như bây giờ trong đây Phật tử nghe hết trơn rồi, sống những ngày tháng vậy là quá đặc biệt, như người trong chùa thấy mặt mày ai cũng sáng sủa. Còn quý vị có khi cả ngày nay làm mà tranh thủ lại đây nhìn có nhiều cô kìa, bữa nay mấy bả mà hồi chiều này lỡ chắc là cả ngày làm cũng tranh thủ mới chạy lại đây, nên nhìn cái nhóm nhiều cô thì thấy mặt héo queo. Cũng đuối, sao thấy đuối đuối chứ không bằng cái bữa thứ bảy chủ nhật. Nó như cô Thu này đồ, nó thấy mà sao mặt chưa đuối nó thấy không. Nó còn vì con người trong chùa kìa, ai cũng mặt mắt nhìn thấy chưa, nó vui vẻ mà quý vị năng lượng đầy đủ đó. Nên mình mỗi ngày làm gì làm phải niệm Phật, đi đứng làm ngồi cứ ai di đà Phật, ai di đà Phật, ai di đà Phật, ai di đà Phật, cứ niệm suốt đi, niệm với cái tâm nó quân bình, nó an lạc dữ lắm. Chạy xe, ngồi trên xe gì đó, cứ để máy niệm Phật gì cứ niệm. Những đức niệm câu nghe, mình niệm theo một câu. Nó giống như Kim Tho nói rằng là đi đâu là Kim Tho mà nằm ngủ là ảnh cứ bắt pháp lên cho những đức nói chuyện cho ảnh nghe. Ảnh nói tỉnh veo chạy xe, chạy xe ngon lành luôn, thấy chưa. Nên á, giống như cái anh nãy là anh, cái anh gì anh hát đó, Quốc Kháng phải không? Ừ. Nó nói chuyện vui ghê, thấy chưa. Không, cái người mà nghe mình giảng nói chuyện vui lắm quý vị ơi. Ừ, nói chuyện vui vẻ đó. Đó, người mà mình gần gũi nhiều người vậy nghe quý vị mình sẽ vui á. Tại cái người vậy là cái người hoạt bát, cái người vậy nó không có nặng nề vì cái việc này việc kia quá, thì mình sống mình gần gũi họ mình cũng khỏe. Còn mình gần gũi với cái người mà nặng nề quá quý vị mình cũng mệt theo. Nên những đức nói Phật tử về chùa là cái tâm tư những đức đưa cho quý vị là gì? Nhẹ nhàng. Trong chùa có gì đem găng hết đi, cho nó khỏe. Nó trước sau gì cũng vô quan tài vậy thôi. À, đi đâu mà nó ngon lành. Bây giờ có nhà thì ở chơi, có phòng thì ngủ chơi, nhưng mai mốt vô quan tài. Đúng ra mỗi người mà thật sự tu hành giải thoát nha quý vị, phía sau phòng quý vị phải có một cái quan tài. Lâu lâu mà sân si ai nhảy vô quan tài nằm, hết sân si liền. Còn sân si gì nữa không? Vậy thì vị hướng đến tâm giải thoát liền. Nên ngày nay tổ chức lễ viết Đức Phật A Di Đà đứng nói chuyện chút thôi, nó gây dựng ngay cái tín nguyện chúng ta phải niệm Phật sanh cực lạc. Vì trong mười mấy năm nay nhờ đức niệm Phật, nhờ đức thấy rất nhiều người đơn giản bình dị như hòa thượng Hải Hiền, 92 năm niệm một câu Phật hiệu thành tựu là biết ngày giờ giảng sanh, để lơ toàn thân xá lợi, không biết chữ nghe. Pháp sư Hải Khánh không biết chữ cũng niệm một câu Phật hiệu. Nhiều người không biết chữ niệm một câu Phật hiệu nghe. Bé Liên Tịnh 11 tuổi kỹ một câu Phật hiệu mà đi thù thắng. Bà cụ Sáu ở chùa mình cũng biết ngày giờ giảng sanh, mà tu mới có mấy năm niệm Phật thôi. Nên cái xác thực là gặp rất nhiều người một câu Phật hiệu chân thật niệm mà cuối đời ra đi cực kỳ thù thắng. Nên lòng tin nhà Đức kiên cố lắm quý vị. Rồi nhà Đức thấy rõ ràng một câu Phật hiệu mà nhà Đức thay đổi cuộc đời luôn. Thay đổi rõ ràng từ người thiếu duyên, tự nhiên tu với niệm Phật có duyên. Nhà Đức nói câu Phật hiệu này niệm với có duyên nghe quý vị. Quý vị nhìn nhà Đức có đẹp đẽ gì đâu, nhưng mà ngộ có duyên. Ừ, nó còn nếu như mà mình đẹp mà mình không có duyên là thua nghe quý vị. Rồi thêm cái nữa là gì, tự nhiên tu từ từ niệm Phật với có phước, thấy chưa, thay đổi cuộc đời từ câu Phật hiệu này. Nên những đứa cứ tán thán hoài câu Phật hiệu này, để cho những người hữu duyên cứ siêng niệm Phật đi quý vị, bỏ công cực khổ lam lũ vô cùng nhưng không thành đạt được gì hết. Nhưng nếu quý vị chân thật tin câu Phật hiệu này sẽ có sự thay đổi cực kỳ lớn trong cuộc đời quý vị, chắc chắn quý vị luôn, thấy không?